xa xa những cái âm thanh quen thuộc, đó là những chiếc đò đưa khách. Dạ, em vui đang có mặt tại khu vực cầu Thánh Phước tại xã Hương Phong, bên này là xã Hương Vinh. Dạ, đưa bà con mọi người về đây để biết thêm tình hình lũ ngập còn rất là nặng tại khu vực này. Đây, trên tuyến đường đi lên làng Triều Sơn Nam còn ngập rất là nặng. Đây, khu vực đường đang đi đây thì cũng ngập trên đầu gối. Dạ, có nhiều chiếc xe đi thì phải xe nào động cơ tốt và xe cao thì đi được. Dạ, được không, được không? Dạ, đi được không? Xe thấp rồi mà. Đó, và khu vực này thì cầu Thanh Phước thì mọi người đi thẳng sẽ về xã Hướng Phong, đi ra sẽ ra hướng đi ra xìa. Bây giờ còn ngập rất là nặng cả cái vùng thấp trũng, như em quý đã gửi đến bà con những cái video trước từ sông Đông Ba đi về. Đó, nước đang rút dần từ sông Đông Ba về thì đi qua các nơi như là Báo Vinh rồi về Hướng Vinh là khu vực này. Đó, còn ngập rất là nặng, dòng nước chảy xiết này rất là nguy hiểm, nếu như trời còn mưa hay là lũ đang còn trên các sông lớn, vì là tình hình nước đang hà cho nên em vừa cùng đi liều để về đây ghi hình cho bà con được biết thêm. Đó, đây còn ngập rất là nặng. Em, đây là thôn chi đây em hả? Đây là thôn chi hả? À, đây Thủy Phủ á. À, cảm ơn. Đầu kia ăn phủ, đây Thủy Phủ rồi. Dạ. Đó, thuyền đò của bà con phải mất 20 phút mà đi bộ từ khu vực cầu Triều Sơn đi tới khu vực cầu Thánh Phước nữa đây, mấy ngã ba đi thì trận xìa Hương Phong. Dạ, và về đây thì không có âm thanh quen thuộc nào ngoài âm thanh đó là những chiếc đò đưa người đi lại. Dạ, những người dân còn thiếu thốn thực phẩm đó thì bà con cũng phải lên đò đấy, lên trên kia mà mua hàng mua hóa về. Dạ, cũng phải đi bằng đò hết. Đó, yêu vui cò cập nhật video trước cho bà con thấy đó là những hình ảnh bà con lên thuyền lên đò đó. Dạ, ở đây đang còn ngập rất là nặng, từ đi ra xìa ra Thanh Hà, Quảng An, Quảng Thanh đó. Dạ, hai đó đò về đó, đò về tại nơi càng qua rất là nhiều đò. Dạ, đó, đầu hái đầu những nơi càng bà con giúp bà con đi lại. Đó, khu vực đó là đi lên cầu Thanh Phước đó, sẽ về Hương Phong thì lên cầu Thanh Phước thôi, chứ cũng nhìn qua bên kia là cũng bạc ngang về, dòng nước là chắc chắn luôn. Dạ, đó, về đến đây ngã ba đi ra xìa mọi người, rất còn mênh mông, không tài nào đi xe máy được. Đấy, vẫn còn những cái hàng rào chặn của có thể là địa phương, người địa phương ở đây họ chặn. Ô, đến đây xấu này, ở đây xấu. Đó, muốn đi lên cầu thì khu vực này phải lồi xấu một chút. Chắc là cực nghĩa em vui sẽ đi đo về, về lại khu vực nơi em vui đi bộ. Yeah. Đó, ngập nặng chứ, chạy xiếc này. Không, mấy ngôi nhà ở đây phải ngắm mình trong nước mấy ngày luôn. Đó, Vinh Thịnh đây, Thụy Phú, Hương Vinh. Mọi người tuyệt vời con về đây để ghi hình và giúp bà con khó khăn khu vực này. Và bây giờ thì về đây lại trong những ngày lũ được nó ngập như đi đây. Nước đây nó chảy xiết, bước chân giờ chân lên là trôi chân. Hello, đang khóc đỏ. Ưa lòi nước không? Wow, trời, đây lấy cáo gì?
Ô chào, đến đổ lấy đồ gửi luôn. À dạ. Đây ngoài này là, nếu mà đồ gửi thì ngoài này con phải lên tận ngực rồi. Dạ sợ chứ. Đi giờ chứng lần trôi vì dòng nước đang chạy xiết về khu vực gì đi. Nhà cửa vườn tược đó, cô lập hết luôn. À, mấy nhà đi còn gạt còn lâu thì cũng đi không đáng lo như những ngôi nhà này đó, cũng chắc là nướng tược qua cả khu vực nhà bà con cao rạo hơn đó. Đây khu vực này thường ngày là học hàng quán nhiều lắm, hai bên bà con buôn bán nhỏ lẻ. Ồ, nước nó chảy lối đây, dòng sông sông Bồ chảy vô đây. Đó, hướng đi ra xìa 9 km lên thành phố 8 km, đó là cách trung tâm thành phố. Rồi bà con toàn ngồi trong nhà hết. Trời ơi kinh khủng chưa. À, đi đoàn này thì tới cầu Tân Phước hướng về Hưng Phong. À, đây bà con này. Phải qua ngày mai nước nó mới xuống hết vì nước đây còn rất là cao. Khu vực hà lưu là đây đây mọi người, rồi còn cái vùng thấp hơn nữa thì chiều lần nước cao hơn nữa. Ồ, nó chạy xiết này. Hướng lên hướng ra sông Hương. Hướng trái thì ra sông Bồ, phải thì ra sông Hương. Ôi giờ đây này, cạn sàn nó tới. Còn hai chén này đây chẳng hạn còn về dân đó. Chục nữa có về đây, câu tiêu sớm không? Có về câu tiêu sớm không? Dạ. Rồi, chục nữa em về vậy. Đi bộ xa đâu là đến đây phải mất nửa tiếng đó. Ở đây này, còn ngập nặng luôn. Cô lập hết luôn. Rồi. Lên à, bà con toàn đi đi đò hết. Khu vực lên cầu thì lên dọc là cao này. Có bến tế chắc ngập hết anh nè. À bến tế ngập hả? Cao hả? À đó là khu vực bến đi thôi. Quá cầu thì đi về Hưng Phong mà về vì kia thì mới ngập. À đó là khu vực qua khỏi cầu ở bên kia sóng. À cả cái tuyến đường bên đó gọi là cao hơn bên đi. Dạ. Ồ đây đúng rồi, đây cao gần khu vực cầu sông này, cầu Thanh Phước mọi người. Đường đây nó xuống cấp luôn. Nó đã nó lồi lõm đi đâu chứ. Đây. Đó, nước nó chạy xiết bên dưới. Các cái ngôi nhà thấp thì hừng chiều hết này. Dễ sợ chứ. Mẹ ngồi trong nhà ngõ ra. Ồ, hai bên luôn. Xe cổ đầu thế này. Đó, cầu Thanh Phước. Nhìn qua bên kia là làng Sinh, làng Lại Ấn đó. Dạ. Đó, những cái hộ dân sống bên sông đều có đò. Đó là khu vực đây là giao nhau với sông Bồ, hướng sông Bồ chảy vô giao nhau với sông Hương. Đó hai dòng nước nó tù lại một, mọi người thấy đó, nó chạy cuồn cuồn. Hôm nay là ngày thứ ba của tứ của dòng nước lũ.
phần mưa 2 ngày thì có đỡ. Nhìn vì lũ nó ngấn về thì nó bớt cái lượng rác về gỗ cụi và đó là những hình ảnh. Thì hôm nay em vui về khu vực làng Thanh Phước, u cha bên đây khu vực chợ này, chợ của làng Thanh Phước đây, qua cầu trời ơi nó ngập chìm trong nước. Đó cũng là có một con sông con hỏi nó chạy bằng ngang qua khu vực chợ đó, đó còn chìm trong nước mọi người thấy dễ sợ chứ. À còn phía bên Hương Phong đây còn đi được, chắc là vùng gì kia mới thấp thôi, còn khu vực này thì vẫn còn cao mọi người này. Đó về gì kia mặt nước nó bạc ngang về hai bên hai con sông, hai hướng con sông đồng ruộng trời ơi. Đó những cái vùng thấp trũng đi mọi người thấy như thế đây, cảnh tường kinh hoàng chứ, dòng nước cái cuồn cuồn. Ngày hôm nay cho con hai ngày trước cũng được, nó cuồn cuồn đến cách nào nữa, dễ sợ chứ. Đây là hướng sông Bồ đổ vô sông Hương nha mọi người. Rồi hy vọng bà con mọi người sau cần xem thì cũng đừng quên chia sẻ, nhận like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi những video tiếp theo của Yến Vui nữa. Yeah, rồi Yến Vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Ôi chà, nhìn hoang tàn cỡ mốt.